Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in hai mặt tự động của hãng Brother, model là HL2240D. Có một bạn theo dõi kênh YouTube của mình lâu rồi, thì vừa rồi bạn ấy có bình luận, bạn ấy nhờ mình là làm cái video hướng dẫn reset the room và reset mực cho cái con Brother 2250DN của bạn ấy. Mình cứ nghĩ rằng ấy, lâu nay thì mình cứ nghĩ rằng là trên kênh của mình đã có cái video hướng dẫn này rồi các bạn, vì cái dòng này mình bán rất là phổ thông và bán nhiều, nên là mình cứ nghĩ là mình đã có video reset cái dòng này rồi. Nhưng ai dè bạn ấy nhắc thì mình mới lục lại thì thấy mình chưa có cái video hướng dẫn reset the room và mực cho cái dòng Brother 2250 cũng như là 2240 này. Về cơ bản hai cái dòng Brother 2250 và 2240 thì nó cũng như nhau thôi các bạn. Thao tác reset và sử dụng nó cũng như nhau thôi. Vậy nên là mình thấy mình chưa có nên mình gấp rút là phải kiếm một cái máy. Thì mình không kiếm được cái con 2250 như của bạn ấy, nhưng mà mình kiếm được con 2240D đây. Thì để về mình làm hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà chưa biết cách reset the room và reset mực cái dòng Brother 2250, 2240 thì coi mình và làm theo nhé. Đầu tiên là mình, cái máy này để chưa báo hết room và cũng chưa báo hết mực đâu các bạn. Như bây giờ mình cứ làm các thao tác để cho các bạn coi. Các bạn làm theo, cứ làm theo mình là được nhé. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset mực trước nhé. Reset toner, khi hết mực thì đèn toner sẽ sáng. Các bạn đổ mực xong, các bạn phải thực hiện reset thì máy mới cho in tiếp. Rồi, để reset mực thì đầu tiên các bạn tắt nguồn máy in cho mình. Tiếp theo, mở nắp trước. Tay nhấn nút go. Đó, nhấn nút go nhé. Rồi, tiếp theo các bạn bật nguồn máy in. Các bạn chờ 15 giây, ta cho tới 20 giây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nhả nút go. Chờ một xíu. Nhấn nút go 2 lần. 1, 2, chờ khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Nhấn nút go 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Chờ khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cái đèn Euro này sáng. Các bạn đóng nắp lại. Máy in sẽ khởi động. Như vậy là các bạn đã reset mực, hay còn gọi được reset toner, thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn các bạn cách reset the room. Để reset the room các bạn cũng làm như sau. Đầu tiên các bạn tắt nguồn máy in. Tiếp theo tay các bạn mở nắp trước này ra. Tay các bạn nhấn nút go giữ lấy. Một tay các bạn bật nguồn. Khi nào các bạn để ý tất cả các cái đèn đây nó sáng, các bạn chờ trong vòng khoảng 5 tới 6 giây đấy, các bạn nhả tay ra. Rồi các bạn chờ một xíu, các bạn nhấn nút go lại cho mình. Các bạn chờ khi nào có đèn Euro này sáng, các bạn nhả tay ra. Các bạn chờ khoảng 2-3 giây, rồi các bạn lại nhấn nút go và giữ cho mình. Khi nào tất cả các đèn này đều sáng hết, rồi các bạn nhả tay ra. Đèn Euro sáng, các bạn đóng nắp lại. Máy in sẽ khởi động lại. Như vậy là các bạn đã reset the room thành công. Các bạn... để biết các bạn đã reset thành công hay chưa thì các bạn có thể in ra cái trang config, cái trang setting của máy để các bạn nhìn. Bây giờ mình sẽ in thử nhé. Các bạn chờ khoảng cỡ bật nguồn, các bạn chờ cái quạt này nó ngừng quay. Không phải nó ngừng quay mà nó giảm tốc độ đi một cái. Khoảng 10 giây, 15 giây đó. Các bạn ấn nút go cho mình 3 cái. 1, 2, 3. Máy nó sẽ in ra cho mình cái trang setting. Ở trên cái dòng Brother 2240 thì nó in ra một trang thôi. Nhưng mà trên cái dòng Brother 2250 thì nó in ra khoảng 3 trang nhé bạn nhé. Các bạn ở đây, các bạn để ý này. Khi các bạn in ra, trên này nó cột room, mực nó đầy như vậy. Đó, nó phủ đầy cái cột này. Các bạn thấy không? Các cái cột, các cái chấm này, nó phủ đầy cái ô, các ô này đây. Nào cũng như là mực các room các bạn đã reset đầy rồi đó. Và mực cũng vậy, nó phủ đầy nguyên cả cái cây này. 100% luôn là các bạn đã reset mực ok. Như vậy các bạn đã làm thành công. Ở trên cái dòng Brother 2250 nó sẽ in ra 3 trang. Thì cái trang đầu các bạn bỏ qua, đến cái trang thứ hai thì nó cũng sẽ có một cái trang như vậy. Các bạn nhìn vào, nếu như các bạn thấy tất cả đầy 100% hết là các bạn đã reset thành công rồi. Nếu như các bạn thấy nó chưa đầy hoặc nó chỉ có một phần nhỏ thôi, nó còn trống trơn ấy, thì các bạn thực hiện thao tác reset lại nhé. Vì cái thao tác của mình reset ấy, là đôi khi là nó có thể nhanh quá hoặc chậm quá, là nó cũng gây ra cái tình trạng mà nó không được đấy các bạn ạ. Vậy nên đôi khi các bạn làm một lần không được thì các bạn làm lại 2 lần, 3 lần
Khi nào các bạn làm được thì thôi. Nếu các bạn lúc đầu làm nhanh quá thì về sau các bạn làm chậm lại cho mình. Còn lúc đầu các bạn cảm thấy các bạn làm chậm quá thì về sau các bạn phải làm nhanh cho mình một chút xíu nữa là được ha. Thời gian cũng chỉ là cái áng chừng thôi chứ không phải là cái chuẩn mực nhất định, mà cái cảm nhận của mình khi mình làm thế là ok các bạn nhé. Nói chung đơn giản lắm, mình nói vậy thôi chứ ta đơn giản lắm. Vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách reset the room và mực cho dòng máy in Brother hai mặt tự động của hãng Brother, model là Brother HL2240D và Brother HL2250DN. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên website máy in trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.